Nhắc đến Đại tướng Lê Đức Anh là nhắc tới một vị tướng trận mạc. Cả cuộc đời và sự nghiệp của ông gắn liền với nhiều mốc son lịch sử dân tộc. Đại tướng là một trong số ít người đã trải qua các cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc, chiến đấu bảo vệ biên giới, chủ quyền đất nước từ năm 1945 đến năm 1989. Ông cũng luôn có mặt ở những điểm nóng nhất và luôn trở về trong từng chiến thắng, từng chiến dịch được giao phó và đảm nhiệm. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử tháng 4 năm 1975, Đại tướng Lê Đức Anh khi đó mang quân hàm trung tướng, ngoài vai trò là phó tư lệnh, còn được giao đảm trách chỉ huy và lãnh đạo trực tiếp cánh quân tiến công trên hướng Tây Tây Nam, Sài Gòn. Một trong năm cánh quân của trận quyết chiến chiến lược cuối cùng. Nhiệm vụ của hướng tấn công này là hình thành thế trận Vu Hồi, đánh nhanh, quyết liệt, nhanh chóng chia cắt quân địch trên tuyến quốc lộ số 4 để quân địch ở Sài Gòn không thể co cụm xuống cố thủ ở miền Tây. Hướng này hết sức là khó chứ không phải vậy. Nó vừa phải tấn công vô sào huyệt của thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đồng thời phải chặn đứng được cái quân của đồng bằng sang quân đi lên. Mà phải đi qua rất nhiều đầm lầy sông suối, đưa cả một binh đoàn chủ lực phải tấn công và chiếm được những cái điểm mục tiêu quan trọng của thành phố. Ngày 26 tháng 4 năm 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh mở màn. Theo chỉ lệnh của đồng chí Lê Đức Anh, các đơn vị hướng Tây Tây Nam đồng loạt tổng công kích vào nội thành Sài Gòn, đánh chiếm được các vị trí trọng yếu của địch, hợp điểm tại Dinh Độc Lập theo đúng kế hoạch. 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ cách mạng đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, đất nước hoàn toàn thống nhất, non sông nối liền một dải. Qua cái tài chỉ huy rất là quyết đoán và sắc sảo, bắt đầu từ lập kế hoạch và cho đến tất cả các cái tổ chức lực lượng, mà cho đến cái chia lực lượng, thì ông đã có những cái bước rất là quan trọng như vậy và đưa đến cái thắng lợi của cái chiến dịch Hồ Chí Minh. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Đại tướng Lê Đức Anh luôn là người trực tiếp tham gia những trận đánh, những sự kiện mang tính bước ngoặt của chiến tranh và lịch sử dân tộc. Ông luôn thể hiện tâm thế của một vị tướng đứng vững trên thế tiến công, chủ động trong suy nghĩ và hành động, lăn lộn với thực tế chiến trường để tìm ra những cách đánh hiệu quả, giảm hy sinh xương máu của chiến sĩ, đồng bào mà vẫn đảm bảo chiến thắng. Trong ba cuộc chiến tranh, Đại tướng Lê Đức Anh đều ở chiến trường, bám sát chiến trường. Trong kháng chiến chống Pháp, ông ở Đông Nam Bộ. Trong kháng chiến chống Mỹ, ông ở Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Sau chiến tranh biên giới Tây Nam, ông được giao nhiệm vụ là tư lệnh bộ đội tình nguyện Việt Nam tại Campuchia, giúp nước bạn thoát khỏi chế độ diệt chủng, hồi sinh đất nước. Tác chiến thì ông luôn hướng tới một cái tác chiến làm sao mà vào chọn vào cái điểm mà kẻ địch không ngờ nhất. Có chọn được như vậy thì hiệu suất chiến đấu mới cao, thắng lợi mình giành được lớn mà cái hy sinh tổn thất ít nhất có thể. Chỗ nào khó khăn nhất, chiến trường ác liệt nhất là vị tướng Lê Đức Anh được tin tưởng giao nhiệm vụ. Cuộc đời oai hùng của đại tướng gắn liền với những chiến thắng, những bước ngoặt thăng trầm của lịch sử, của vận mệnh dân tộc và của thời đại Hồ Chí Minh. Và những đóng góp to lớn, những bài học quý báu đồng chí Lê Đức Anh để lại sẽ luôn được thế hệ hôm nay trân trọng, vận dụng và tiếp bước.